mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bài thuốc dân gian trên website mạng y tế.vn. Bài thuốc chữa bệnh tổ đỉa. Bệnh tổ đỉa là bệnh viêm da đặc biệt, chủ yếu ở bàn tay, bàn chân. Bệnh chưa xác định được nguyên nhân, nhưng nghiên cứu cho thấy người có cơ địa dị ứng có sang chấn thần kinh dễ nhạy cảm với các dị nguyên. Hóa chất, cao su, xà phòng, nước hoa, một số chất trong mỹ phẩm, đồ ăn, thức uống hoặc thay đổi khí hậu, vân vân. Người bệnh có cảm giác đau, nóng ở bàn tay, bàn chân trước khi xuất hiện đột ngột các mụn nước trong, kết tụ với nhau giống như hạt trân châu, không có ban đỏ, cảm giác ngứa dữ dội. Do ngứa gãi, chà sát nhiều và điều trị không đúng, làm bội nhiễm vi khuẩn gây tràm hóa. Bệnh thường hay tái phát, cứ mỗi đợt, các mụn nước khô đi và bong vảy ra làm bàn tay. Bàn chân sần sùi có các lỗ sâu nông khác nhau tổ đỉa. Nếu bội nhiễm vi khuẩn gây các mụn mủ, vẩy tiết nặng hơn có thể viêm mô tế bào, viêm hạch bạch huyết, vân vân. Theo đông y, bệnh tổ đỉa ở bàn tay gọi là nga trưởng phong, ở bàn chân gọi là thấp cước khí. Nguyên nhân do phong, thấp, nhiệt tà hoặc độc tà kết lại ở bì phu bàn chân, bàn tay làm ảnh hưởng đến vận hóa của khí huyết, làm bì phu tấu lý không được nuôi dưỡng nên bị khô, chóc da. Thấp nhiệt với phong tích tụ sinh mụn nước, thấp nhiệt tà lâu ngày hóa nùng làm da có mủ, sưng loét, độc tà hóa táo sinh phong nên ngứa. Sau đây là một số bài thuốc trị theo vị trí bệnh. 1. Nga trưởng phong, bệnh ở lòng bàn tay. Phương pháp chữa: khu phong, thanh nhiệt. Dùng các bài sau. Bài thuốc uống: bài 1, kẽ đầu ngựa 16g, cỏ nhọ nồi 16g, ý dĩ 16g, kinh giới 16g, ích mẫu 16g, hoàng bá 12g, sinh địa 16g, tỳ giải 12g. Sắc uống ngày 1 thăng, chia 3 lần. Kinh giới: bài 2, tứ vật thăng gia giảm, sinh địa 16g, đương quý 12g, xuyên khung 12g, bạch thược 12g, kinh giới 16g, liên kiều 12g, hoàng bá 12g, thương chuột 12g. Sắc uống ngày 1 thăng, chia 3 lần. Thuốc dùng tại chỗ: cây mỏ quả, bài 1, cao chiết từ cây mỏ quả, bôi ngày 2 lần, tô mộc, bài 2, nước tô mộc hoặc nước lá móng tay, sắc đặc ngâm hàng ngày. Có thể dùng các bài thuốc ngâm rửa trong phần thấp cước khí. Bài 3, thanh đại, phèn phi, ô tặc cốt bằng sa, liều lượng bằng nhau. Tán thành bột, rắc vào vết thương sau khi rửa sạch bằng nước tô mộc. Tổ đỉa ở lòng bàn tay. Bài 4, thương nhĩ 12g, phù bình 12g, thương chuột 12g, khổ sâm 12g, hoàng cầm 12g, hương phụ 10g. Sắc ngâm rửa hàng ngày, dùng khi nhiều mụn nước. Bài 5, bán chi liên 60g sắc ngâm ấm 15 phút, dùng khi bị loét đỏ. 2. Thấp cước khí, bệnh thường ở lòng bàn chân. Phương pháp chữa: thanh nhiệt trừ thấp, khu phong. Dùng các bài sau: tổ đỉa ở bàn chân. Bài thuốc uống: bài 1, kim ngân 12g, kẽ đầu ngựa 16g, ý dĩ 16g, thổ phục 20g, tỳ giải 12g, sinh địa 16g, kinh giới 12g, hy thiêm 16g, cam thảo đất 12g, cây cứt lợn 12g. Sắc uống ngày 1 thăng, chia 3 lần. Bài 2, thương linh phức phương gia giảm, kẽ đầu ngựa 16g, thổ phục 40g, ý dĩ 16g, tỳ giải 16g. Sắc uống ngày 1 thăng, chia 3 lần. Thuốc dùng tại chỗ, dùng bài 3, 4, 5 như phần nga trưởng phong. Bác sĩ Tiểu Lan, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y Tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.